Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Kiến trúc phong thủy của Phong thủy Tâm Nguyên. Và ngày hôm nay thì Tuệ An rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong video lần này với chủ đề các thế phạm bếp gần nhà vệ sinh. Cuộc sống ngày càng phát triển và đời sống của con người cũng ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, có một điều rất là đáng quan ngại, đó chính là dân số ngày càng tăng, nhưng đất đai thì không hề thêm một tấc nào. Thế nên, để có được một không gian rộng mở này, xây được một ngôi nhà như ý là điều không phải là dễ dàng. Rất nhiều gia đình hiện nay phải chấp nhận bố trí các khu vực liền kề nhau, dù biết làm như vậy sẽ phạm phải phong thủy. Đơn cử như là trường hợp bếp gần nhà vệ sinh. Vậy, kiểu kết cấu này thì sẽ gây ra những bất lợi gì và cách hóa giải ra sao? Những thắc mắc đó sẽ được Tuệ An sẽ giải đáp cho quý vị trong video ngày hôm nay nhé. Thứ nhất là xét về mặt thẩm mỹ. Về mặt thẩm mỹ của một ngôi nhà thì sẽ được đặt lên hàng đầu bởi vì nó thể hiện cái cá tính này, phong cách của gia chủ. Như chúng ta cũng biết thì bếp là nơi nấu những cái món ăn ngon, những cái bữa cơm ngon cho gia đình. Có lẽ vì đó mà không gian bếp cần sạch sẽ và thoáng. Trong khi đó thì nhà vệ sinh là một nơi ẩm ướt, hôi hám. Khi bếp thì đặt gần nhà vệ sinh thì mùi hôi cũng như cái sự ẩm thấp của nhà vệ sinh thì sẽ dễ xâm lấn này và ảnh hưởng đến bếp. Từ đó thì sẽ làm ảnh hưởng, sẽ làm cho cái màu sơn bị xịn màu này, tường nhà bị mốc và không khí không được trong lành. Tất cả là tác động và làm mất đi cái sự ấm cúng, thơm tho của bếp trong căn nhà của bạn. Còn xét theo yếu tố phong thủy thì bếp mang yếu tố hỏa, còn nhà vệ sinh thì mang yếu tố thủy. Hai yếu tố này ở gần nhau thì sẽ tạo ra sự xung khắc này, tác động và làm giảm sút năng lượng của nhau. Bởi vậy khi nhà vệ sinh đặt gần bếp thì sẽ làm cho cái nội bộ của gia đình lục đục này, gia đạo không được yên ấm. Còn theo tín ngưỡng dân gian, ông Công, ông Táo thì sẽ được thờ ở bếp. Vị thần này thì sẽ trấn trạch, giữ bình yên và kích tài lộc cho gia chủ. Những cái tạp chất này, những cái sự ô uế từ nhà bếp sẽ ảnh hưởng đến cái vượng khí sản sinh ra từ bếp. Kết quả thì sẽ làm cho gia chủ bị hao tài, tổn lộc, gặp nhiều bất lợi trên con đường công danh, sự nghiệp. Như quý vị có thể thấy thì theo như phân tích ở trên thì bếp gần nhà vệ sinh là một điều cấm kỵ. Vậy cần làm gì để hóa giải, để biến hung thành cát? Thứ nhất là gia chủ cần giữ vệ sinh. Gia chủ cần nên là thường xuyên lau chùi khu vực này bằng những cái loại xà phòng diệt khuẩn này, kết hợp với đặt trong nhà vệ sinh một chiếc cái quạt thông gió. Hoặc là gia chủ có thể sử dụng này vách ngăn hoặc là bình phong ở trong nhà. Đó là một trong những cái cách mà hóa giải mà thông dụng nhất. Sử dụng như vậy thì sẽ làm cho ngăn chặn cái sự tấn công của tạp chất khí từ nhà vệ sinh này ra sang phòng bếp. Thứ ba là gia chủ có thể sử dụng vật phẩm phong thủy, bảo bình thủy. Bảo bình thủy đặt trong nhà vệ sinh là điều vô cùng cần thiết. Nó không chỉ có tác dụng trấn trạch mà còn tỏa ra cái sinh khí làm lấn át và giảm đi những cái tạp chất ở khu vực nhà vệ sinh, mang đến cho bạn một môi trường sống trong lành và tràn đầy sức sống. Thì trong video ngày hôm nay, Tuệ An đã chia sẻ cách hóa giải bếp gần nhà vệ sinh và Tuệ An rất hy vọng là với những kiến thức đó thì có thể giúp cho quý gia chủ này sẽ tìm được một phương án tốt nhất đối với ngôi nhà của mình để ngôi nhà vừa đẹp, vừa hiện đại lại vừa hợp phong thủy. Còn để tìm vật phẩm thì quý vị vui lòng để lại bình luận hoặc gọi ngay tới số hotline 1900 2292 để được đội ngũ trợ lý của Thầy Tâm Nguyên tư vấn nhé. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.